Cả bốn xe ô tô trong vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn đều còn hạn đăng kiểm. Cháy căn hộ chung cư ở Nghệ An, cảnh sát phá cửa dập lửa. Tài xế nằm dạp lên yên xe máy, tạt đầu loạt ô tô trên đại lộ Thăng Long. Công an vào cuộc vụ tài xế ô tô đấm túi bụi nhân viên giao hàng ở Hà Nội. hai đối tượng cướp giật dây chuyền xa lưới sau 11 giờ gây án. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức báo điện tử VOV. Thưa quý vị, liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn, mới đây cơ quan chức năng đã thông tin cả 4 xe ô tô gặp nạn đều còn hạn kiểm định. Liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ-La Sơn vào sáng ngày 18 tháng 2 giữa các xe ô tô, tra cứu thông tin trên hệ thống đăng kiểm cho thấy ô tô tải mang biển kiểm soát 63H00568, nhãn hiệu Hino, có số người cho phép chở tối đa 3 người. Chủ sở hữu là bà Nguyễn Thị Hồng Nở, chú tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Xe có đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình, sản xuất năm 2021, có niên hạn sử dụng đến năm 2046. Xe tải được kiểm định lần gần nhất ngày 14 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Đăng Kiểm 6703D An Giang, có hạn kiểm định đến ngày 13 tháng 9 năm 2024. Trong khi đó, ô tô con mang biển kiểm soát 36A48567 là xe cá nhân 7 chỗ, nhãn hiệu Ford, sản xuất năm 2019, xe không đăng ký kinh doanh vận tải. Ô tô 7 chỗ có hạn kiểm định đến ngày 17 tháng 8 năm 2024. Đối với xe đầu kéo mang biển kiểm soát 63C13659 Nhãn hiệu International, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Đại Ngân, có địa chỉ tại Mỹ Tho Tiền Giang. Xe sản xuất năm 2012, có niên hạn sử dụng đến năm 2037, đăng ký kinh doanh vận tải và có lắp thiết bị giám sát hành trình. Ô tô đầu kéo kiểm định lần gần nhất ngày 22 tháng 12 năm 2023 tại trung tâm đăng kiểm 6302D Tiền Giang, có hạn kiểm định đến ngày 21 tháng 6 năm 2024. Rmok 63R 00227 là xe sơ mi rơ móc tải, chở container, nhãn hiệu Good Times, có đăng ký kinh doanh vận tải, sản xuất năm 2015, có hạn kiểm định đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Như vậy, tất cả các phương tiện trong vụ tai nạn đều còn hạn kiểm định tại thời điểm xảy ra vụ việc. Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 10 giờ trưa ngày 18 tháng 2, tại km 48 cộng 200, cao tốc Cam Lộ La Sơn, Thuộc thôn Đông Thái, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 4 xe ô tô. Cụ thể, xe container biển số 63C 13659 đang lưu thông theo hướng Bắc Nam đã va chạm với xe ô tô 36A 48567 chạy cùng chiều, sau đó đâm tiếp vào xe ô tô chở hàng mang biển số 63H 00568 gây tai nạn liên hoàn. Sau đó, xe ô tô mang biển kiểm soát 63H00568 bị xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51D15090 kéo theo rơ móc mang biển kiểm soát 51R34920 đi cùng chiều phía sau, cùng làn đường hướng Quảng Trị Đà Nẵng tông vào. Vụ tai nạn khiến ba mẹ con trong một gia đình ngồi trên xe ô tô 36A48567 tử vong. Trong đó, một người tử vong tại hiện trường và hai người tử vong tại bệnh viện. Những người còn lại trong vụ tai nạn giao thông trên có một người bị thương nhẹ, xây sát người, xe ô tô bị hư hỏng nặng, biến dạng, hất văng khỏi rào chắn xuống vệ phía ta luy âm của tuyến đường. Ba phương tiện còn lại bị hư hỏng phần đầu xe. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chuyển sang các thông tin tiếp theo. Ngày 19 tháng 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã kịp thời dập tắt đám cháy tại một căn hộ của tà trung cư Teco Hưng Thịnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 19 tháng 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận được tin báo xảy ra cháy tại chung cư Techco Hương Thịnh nên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai chữa cháy. Được biết, ngọn lửa bắt đầu cháy từ phòng ngủ của căn hộ 703, chung cư Techco Hương Thịnh. Sau đó, lửa lan sang phòng khách, bếp. Thời điểm xảy ra cháy, không có người ở nhà. Lực lượng chức năng phải phá cửa để vào nhà dập lửa. Khoảng 20 phút sau, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản trong nhà bị hư hỏng hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thưa quý vị, Cảnh sát Giao thông Hà Nội đang xác minh hình ảnh người đàn ông nằm dạp trên yên xe máy, lao vun vút, tạt đầu nhiều ô tô trên đại lộ Thăng Long liên quan đến một clip đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Ngày 19 tháng 2, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đang xác minh vụ việc tài xế nằm trên yên xe máy lao vun vút ở làn cao tốc đại lộ Thăng Long. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh người đàn ông nằm dạp trên yên xe máy lao với tốc độ cao trên cao tốc đại lộ Thăng Long hướng về nội thành. Theo hình ảnh từ clip, thời gian xảy ra sự việc vào hồi 16 giờ 05 phút ngày 18 tháng 2. Thời điểm trên, ô tô gắn camera hành trình đang lưu thông ở làn cao tốc của đại lộ Thăng Long với vận tốc khoảng 72 km/h. Lúc này người đàn ông nằm dạp trên yên xe máy mang biển số tỉnh Nghệ An phóng vượt lên ô tô. Người này sau đó còn lái xe máy tạt đầu hàng loạt ô tô đang lưu thông trên đường rồi chuyển hướng ra nút giao đường 70 nhổn Hà Đông. Đại lộ Thăng Long là đường cao tốc cấm các loại xe máy, xe đạp, người đi bộ lưu thông. Vận tốc tối đa của ô tô lưu thông trên tuyến từ 80 đến 100 km/h. Tuy nhiên tình trạng người điều khiển xe máy đi vào cao tốc này thường xuyên diễn ra. Lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội đã mở nhiều đợt xử lý vi phạm này nhưng vẫn chưa xử lý được triệt để do ý thức của người dân chưa cao. Mới đây lãnh đạo công an quận Hà Đông cho biết, cơ quan chức năng quận đang xác minh vụ tài xế ô tô đánh nhân viên giao hàng ở phường Phúc La, quận Hà Đông. Đồng thời, công an quận cũng đã chỉ đạo công an phường Phúc La sang minh sự việc. Vào thời gian trên, một nam tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 30G 470XX bất ngờ dừng xe, mở cửa rồi lao vào hành hung nam shipper điều khiển xe máy biển kiểm soát 30 Z5 90 XX đang đi phía sau. Đang nói thời điểm này, người đàn ông giao hàng đi xe máy đang chở hàng. Cú đạp mạnh khiến người này và phương tiện ngã xuống đường. Chưa dừng lại, nam tài xế ô tô tiếp tục lao vào đấm đá nạn nhân. Người phụ nữ trên ô tô sau đó phải xuống xe, căn ngăn người đàn ông, vụ ẩu đả sau đó mới dừng lại. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cho biết, Vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sóc Trăng, truy bắt hai đối tượng cướp giật tài sản sau 11 giờ gây án. Công an thành phố Sóc Trăng và phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Sóc Trăng vừa phối hợp điều tra làm rõ vụ cướp giật dây chuyền xảy ra tại phường 3, thành phố Sóc Trăng tỉnh Sóc Trăng, đồng thời bắt giữ hai đối tượng gồm Đoàn Trọng Nghĩa, sinh năm 1994, trú tại khóm 3, phường 4 thành phố Sóc Trăng và Lê Thanh Khoa, sinh năm 1996, trú tại khóm 1, phường 10, thành phố Sóc Trăng, để điều tra làm rõ hành vi trên. Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 17 tháng 2, đoàn trọng nghĩa điều khiển xe mô tô chở Lê Thanh Khoa đi đến trước nhà số 148, đường Dương Minh Quang, khóm 8, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Phát hiện một người phụ nữ đang quét rác trước sân nhà và trên cổ có đeo hai sợi dây chuyền. Lúc này Khoa xuống xe đến gần người phụ nữ này rồi ra tay giật hai sợi chuyền sau đó lên xe tẩu thoát và đem bán một sợi dây chuyền được trên 80 triệu đồng, rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Nhận được tin báo, Công an thành phố Sóc Trăng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Đoàn Trọng Nghĩa và Lê Thanh Khoa. Tiến hành khám xét, lực lượng công an thu hồi một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng khoảng 2,6 chỉ. Ngoài ra còn thu giữ số tiền trên 39 triệu đồng, một lắc tay bằng kim loại màu vàng, một sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng và một xe mô tô cùng nhiều tăng vật có liên quan. Bước đầu các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp giật tài sản nói trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 19 tháng 2, cộng đồng người Hoa tại Đồng Nai tổ chức diễu hành lễ nghinh thần xuất du theo đường bộ và đường thủy, thu hút hàng nghìn người theo dõi dọc cầu và các tuyến phố ở Biên Hòa. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách đón xem. Khoảng 7 giờ, mọi người bắt đầu lên phà và xuất phát cùng lúc tám phà từ Thất Phủ Cổ Miếu, Phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa và Phụng Sơn tự, Phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, diễu hành hơn 5 km trên sông Đồng Nai. Mọi người cùng hòa trang lộng lẫy, chuẩn bị cho lễ rước bằng đường bộ. Các đội lân sư rồng, tiếng chiêng trống, kèn nhạc náo nức, rộn ràng tạo nên quang cảnh lễ hội tưng bừng trên sông. Đến 8 giờ 30 phút, các đoàn tập kết lên bờ với các đội hình khác nhau và cùng diễu hành biểu diễn qua một số đoạn đường như Nguyễn Văn Trị, Nguyễn Trãi, Nguyễn Thị Hiền và một số tuyến đường quanh chợ Biên Hòa trước khi quay về Miếu Phụng Sơn Tự. Theo ban trị sự thất phủ của Miếu, lễ nghi thần là hình thức để tưởng nhớ tới các vị thần có công thần khai phá, mở mang vùng đất Biên Hòa xưa và là dịp để thể hiện, giới thiệu, lưu giữ các truyền thống văn hóa đặc sắc. Qua đó, các vị thần có đi thăm người dân nhân dịp năm mới trước khi khai mạc lễ hội Chúa Ông, cầu mong một năm mới quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân ấm no hạnh phúc. Lễ hội chủ ông năm nay kéo dài trong 5 ngày nhằm đáp ứng nhu cầu văn hóa tâm linh của cộng đồng Hoa Việt, từng bước hình thành sản phẩm văn hóa du lịch ở địa phương. Lễ gồm hoạt động như diễu hành trên đường phố với những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, chương trình biểu diễn lên sư rồng, hoạt động triển lãm và giao lưu thư pháp, thư họa, lễ thả phúc khí cầu và thả hoa đăng. Nhân dịp kỷ niệm 340 năm, lễ hội năm nay còn có sự tham gia của nhiều đoàn khách quốc tế và các miếu thờ quan công như Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Singapore cùng đại diện các đoàn khách trong nước đến từ các tỉnh Bình Thuận, Bình Dương, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh. Cứ 4 năm một lần, lễ hội gieo cầu ở thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh, Hà Nội lại diễn ra, hàng trăm thanh niên khỏe mạnh tham gia cướp cầu quyết liệt. Đây là lễ hội 4 năm tổ chức đại đám một lần, từ mùng 6 đến mùng 9 tháng riêng, càng năm khác chỉ tổ chức hội lễ đình viên nội thờ hai thành hoàng làng là Tống Vĩnh và Uông Tá. Đây là hai vị tướng thời hai bà Trưng. Hiện mộ của hai ông vẫn còn ở sau làng. Tương truyền hai ông chính là người làng viên nội. Chuyện rằng khi hai bà Trưng phất cờ khởi nghĩa, hai ông đã tập hợp dân làng theo nghĩa quân đi đánh giặc. Trong cuộc chiến với quân giặc, quân ta thắng to. Tướng giặc bị vây bắt, chém đầu trên cánh đồng làng viên nội. Đoàn quân gieo hò vui mừng hân hoan trong niềm vui chiến thắng. Trong niềm vui ấy, nghĩa quân đã cùng nhau tung cầu vui chơi. Tục gieo cầu ở viên nội có từ khi ấy, nay đã trải qua hàng ngàn năm. Có thuyết lại cho rằng khi đánh giặc phương Bắc, các thành hoàng làng viên nội đã được ông quả và đàn xà rào, đàn rắn phù trợ. Trong ngày hội đình làng viên nội, tục gieo cầu là một nghi thức quan trọng, thể hiện niềm vui chiến thắng và cầu mong cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, nhân khang vật thịnh của địa phương và ghi nhớ công lao phò trợ của linh vật trong cuộc chiến với kẻ thù. Vào ngày hội, cầu được đặt trên kiệu để rước từ miếu gia đình. Đoàn rước cầu và các vị thành hoàng làng đi trong tiếng trống, tiếng tù và rộn ràng, réo rắt như gợi lại hào khí từ ngàn năm trước của tướng lĩnh và binh lính Hai Bà Trưng. Sau khi nghi lễ kết thúc, cầu chính thức được tung lên, hàng trăm thanh niên trai tráng bắt đầu lao vào giằng co. Khác với các lễ hội cướp cầu khác, lễ hội cướp cầu của làng viên nội chỉ dừng lại khi quả cầu được gieo vào trong đình. Việc đưa quả cầu vào đình được gọi là rước thần cầu. Chính từ lệ này, lễ hội gieo cầu viên nội không có sự chiếm hữu, mà chỉ có sự cạnh tranh để cố gắng là người đưa được cầu vào đình. Không chỉ có nam tham gia tranh cầu, mà còn có nhiều bạn gái cũng hòa chung không khí cướp cầu để đưa về đình. Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ được gieo ở cánh đồng, cầu được đưa vào trong sân đình và đưa vào đình, lễ hội kết thúc. Năm nay, người bản lĩnh may mắn đưa được cầu vào đình là Nguyễn Khắc Long, sinh năm 2004, ở thôn Viên Nội, xã Vân Nội, Đông Anh. Người dân viên nội quan niệm, thanh niên đưa được cầu và đình sẽ có một năm đầy may mắn và tài lộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, xin mời quý vị hãy ấn like, đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi các tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.